Đây là cái hẹn giờ kiểu điện tử ATA20B. Cái sản phẩm này nó có cái chân cắm vô ổ điện là chân cắm tròn. Thì khi mà mình mua cái sản phẩm này về ha, nếu mà trong trường hợp hoặc là nếu do mình để lâu quá mình không xài tới, mà trong trường hợp như mình cầm cái này lên mà mình thấy cái màn hình này mà nó không có cái số nào hết, nó làm cái màn hình chân nhắn, thì mình sẽ dùng một cái vít này, cái vít nhỏ này ha, mình sẽ đè vô chỗ này để cho nó khởi động lại đó. Mình thấy khi mình đè vô thì nó sẽ khởi động lại đó, giờ nó lại một nó thành một cái màn hình mới ha. Nhưng mà trong trường hợp mình mua về mà mình thấy nó đã có chịu sẵn số vậy thì mình không cần khởi động lại. Thì trong này nó sẽ có cái pin ở trong này nó lưu điện để nó giữ cái chương trình nha. Không phải là khi cúp điện mình có thể xài cái này được, nhưng mà nó có pin, thì khi mà lỡ có cúp điện thì những cái chương trình mình đã cài và cái thời gian ở này, nếu mà trong một thời gian ngắn thì nó vẫn lưu cho mình sẽ không phải cài lại giờ, cũng không phải cần cái cài lại cái chương trình nha. Do đó là khi mà mình cắm vô điện rồi mà mình có trong trường hợp nó mất cái số thì mình nhớ khởi động lại. Rồi, thì bây giờ á, thì trước tiên á, là mình sẽ cài theo cái thời gian thực ở ngoài của mình. Ví dụ như bây giờ mình sẽ cài bây giờ là 16 giờ đi, thì muốn cài cái thời gian thực á, thì mình phải giữ cái nút clock này ha, mình đè xuống và giữ cố định trong quá trình mà mình chỉnh cái thứ cái ngày ở trên này nè, thì mình sẽ giữ cái nút clock này. Thì chỉnh thứ, nhưng mà cái trên này là tiếng Anh ha, mình lưu ý là tiếng Anh, thì mình nhớ để quy đổi vào tiếng Việt. Mình cứ tính ngày đầu tiên là thứ hai, thứ ba, thứ tư đó, mình bả đếm tới. Ví dụ hôm nay là thứ năm đó, thứ năm rồi, tiếng Anh viết tắt là TH ha, là thứ năm. Giờ mình sẽ chỉnh tới giờ, ví dụ bây giờ là 16 giờ thì mình cứ bấm tới nha. Trong quá trình mình bấm mà lỡ nó có lố thì mình phải bấm thêm một vòng nữa ha, mình cứ bấm tới. Giờ xong rồi chỉnh phút đó, mình cứ chỉnh ra ở ngoài là bao nhiêu giờ thì mình chỉnh đúng ngày. Thì đây là cái thiết bị hẹn giờ, thì luôn mình sẽ luôn luôn sử dụng nó để hẹn giờ ha. Tại nhưng mà cái này lúc mà ta thiết kế á, thì người ta lại để là có thể xài ở chế độ không hẹn giờ, cho nên có khi cái chỗ này mình thấy có chữ ô tô và chữ off này nè, có khi là nó nằm một cái chữ khác thì sẽ không có hẹn giờ được. Cho nên lúc nào khi mình cầm lên mà mình muốn sử dụng để hẹn giờ thì mình cũng phải thấy chữ ô tô off. Trong trường hợp không có đúng hai chữ này thì mình sẽ dùng cái nút bên tay phải, nút trên bên tay phải này nè đó, nút này ha, mình sẽ chỉnh. Ví dụ bây giờ nè đó, nó ở chữ on không thì không đúng, thì mình phải chuyển cho nó thành chế độ là ô tô off thì nó mới là ở chế độ hẹn giờ. Rồi sau khi mình cài những cái mặc định này trước thì mình sẽ cài chương trình. Thì cài chương trình bắt đầu là mình sẽ chọn bằng cái nút rem này, thì mới đầu nó sẽ là một on, rồi sẽ tới một off, hai on hai off gì đó ha, rồi tới ba, tùy theo mình có bao muốn bao nhiêu chương trình thì mình cài. Cái thứ hai là mình để ý là khi mà mình cài đó thì mình cũng có thể chọn cái thứ cái ngày mà mình cái này nó hoạt động, mình muốn nó hoạt động ngày nào thì mình cài cái ngày đó ha. Đó, mình có thể cứ bấm tới là nó sẽ chạy theo ý mình, thấy cái nào vừa ý mình thì mình chọn. Thì nhớ là khi mình cài on với off đó, thì cái ngày nó phải giống nhau. Bây giờ nó là một on ha, bắt đầu mình sẽ chỉnh ngày xong rồi thứ, xong rồi mình sẽ chỉnh giờ theo ý mình, là giờ nào mở giờ nào tắt. Thì sau khi chỉnh on xong thì mình sẽ chỉnh off nè, mình chỉnh cứ bấm tới, bấm cái chữ rồi em tới tới là nó sẽ chạy chương trình cho mình ha. Thì nhớ cái ngày của cái on off là mình phải nhớ cho nó giống nhau đó, mình cứ chỉnh tới hai on hai off gì đó, mình tùy theo mình muốn bao nhiêu chương trình. Thì những cái thiết bị này mình sẽ dùng hẹn giờ mấy cái nào mình muốn, ví dụ như là hẹn giờ sạc điện thoại hay gì đó.
thì nó sẽ rất là tiện lợi. Thì cái này mình cũng thấy là cái chỗ mà để cắm cái ổ cắm thì nó chỉ có là chân cắm tròn, không có chân cắm dẹp ha. Cái thứ hai là nó hơi sâu vô trong, mình thấy nó sâu vô trong. Thì khi mà shop bán thì shop có bán hai cái bộ sản phẩm khác nhau, một là chỉ bán cái hẹn giờ này không, hai á là có thêm một cái bộ sản phẩm là shop có bán thêm cái vít đổi này. Cái vít đổi này sẽ cắm vô trong đây ha, nếu mà bạn mình cần đổi qua chân cắm dẹp hoặc là do cái chân cắm của bạn nó lớn quá không có vô cái lỗ tròn này được thì mình sẽ mua cái bộ sản phẩm mà có cái hẹn giờ và có thêm cái vít đổi này.